Phương Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới Nhất. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đang chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết trên kênh 24 giờ của chúng tôi. Trước khi đi vào nội dung bản tin, chúng tôi xin điểm qua những tin chính có trong chương trình. Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp. Cao Bằng xuất hiện mưa đá sau những ngày nắng gắt. Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa sáng đầu tuần. Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngay sau đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta hôm nay, khoảng 11 tháng 5 thêm một đợt không khí lạnh nữa sẽ tràn xuống gây mưa rào và dông rải rác ở miền Bắc, miền Trung. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời mát dài ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trời chuyển mát. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mưa, trời mát kéo dài. Dự báo ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng 11 đến 12 tháng 5, các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới tràn xuống. Do tác động của đợt không khí lạnh này, các tỉnh miền Bắc, miền Trung tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa dông dự báo kéo dài đến hết 14 đến 15 tháng 5. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và miền Trung tiếp tục duy trì thời tiết mát mẻ đến giữa tháng 5. Trong đó khoảng ngày 12 tháng 5, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, miền Trung khá thấp, vùng núi có nơi se lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sang nửa cuối tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đến 3 đợt nắng nóng diện rộng. Từ tháng 6, nắng nóng tiếp tục gia tăng về tần suất, cường độ cũng như phạm vi xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung. Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ, có nơi trên 70 mm, như Phước Hòa của Ninh Thuận 88,6 mm, Măng Tố của Bình Thuận 79,6 mm, Đắc Xin của Đắk Nông 76,8 mm, Tạ Tẻ của Lâm Đồng 96,2 mm. Dự báo từ chiều tối nay và ngày mai, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 70 mm trên 24 giờ. Mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối. Tiếp theo là dự báo chi tiết các vùng miền trên cả nước. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm giảm mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ, hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm giảm mưa, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 30 độ C. Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ C. Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C. Riêng phía Nam có nơi trên 31 độ C. Dự báo ngày mai mưa giảm ở miền Bắc, miền Trung. Từ đêm ngày mai đến ngày 16 tháng 5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh,
nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Dự báo trong nhiều ngày tới, Nam Bộ và Tây Nguyên đón mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to, đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua hạ nhiệt. Chuyển sang các thông tin thời tiết biển. Khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa từ ngày hôm nay có gió đông đến đông bắc ở mức 4 cấp 5. Phía đông bắc có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Kèm theo đó là mưa dông khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Còn khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió hướng Tây đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5. Khu vực phía đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Mưa dông cũng sẽ xuất hiện và tăng trên vùng biển này. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông cần đề phòng với nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực vùng biển của Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc với cường độ ở mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2,5 mét. Đồng thời mưa dông cũng sẽ xuất hiện trên vùng biển này. Kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Với các khu vực vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi trong ngày hôm nay, có gió Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 1,7 mét. Các tàu thuyền có thể hoạt động bình thường, mưa chỉ xuất hiện rải rác một vài nơi, chủ yếu về đêm và sáng, còn ban ngày trời vẫn sẽ là những khoảng tạnh giáo và nắng. Tầm nhìn xa phổ biến thông thoáng trên 10 km, khu vực vùng biển từ Khánh Hòa cho tới Cà Mau tới Kiên Giang và Vịnh Thái Lan cho tới Côn Đảo, có gió Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 cho đến 2 mét. Tuy nhiên, cảnh báo mưa dông có thể sẽ xuất hiện nhiều ở vùng biển trên khiến tầm nhìn xa bị giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Đồng thời, trong mưa dông cũng tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Cao Bằng xuất hiện mưa đá sau những ngày nắng gay gắt. Kính thưa quý vị, lực lượng chức năng của huyện Trùng Khánh đang xác định thiệt hại sau cơn mưa đá xảy ra trên địa bàn thị trấn Trà Lĩnh thuộc huyện này vào chiều hôm qua. Chiều qua trao đổi với báo Thanh Niên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một trận mưa đá. Mưa đá xảy ra tại thị trấn Trà Lĩnh, hạt mưa đá to bằng đầu đũa. Rất may thời gian mưa chỉ khoảng 5 đến 10 phút nên ít thiệt hại về tài sản. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh cho biết thêm, những ngày qua Cao Bằng có nắng nóng gay gắt nên khi đón không khí lạnh thì xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Chúng tôi đã có văn bản gửi các địa phương trong huyện để thông tin tới người dân nắm bắt về tình hình thời tiết để chủ động phòng tránh, vị lãnh đạo nói. Trước đó trong 2 ngày dông lốc đã xảy ra ở tỉnh Cao Bằng khiến 127 nhà dân bị hỏng và tốc mái, 51,5 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, một cột điện bị đổ. Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa sáng đầu tuần. Sáng nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có mưa lớn, cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến trung tâm tại thành phố Hà Nội bị ngập nặng, giao thông bị phong tỏa, ùn tắc đã diễn ra. 7 giờ sáng nay trên phố Bạch Mai mưa nhỏ lây phây, nhưng chỉ trong 1 giờ đồng hồ, mưa to khá nhanh trên các tuyến phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phố Huế, Kim Mã, Giải Phóng, Đê La Thành. Trên một số phố lớn như Lý Thường Kiệt, Trần Thái Tông, nước chưa ngập nhưng trong ngõ của phố Đê La Thành đã bị ngập úng. Đến hơn 10 giờ sáng nay, cảnh sát giao thông và nhân viên công ty thoát nước vẫn tiếp tục chốt trực trên một số tuyến phố ngập nước để hướng dẫn giao thông và khơi thông miệng hố ga để nước mưa rút nhanh hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết thủ đô Hà Nội trong ngày nay có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển mát. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 25-27 độ C. Theo một số chuyên gia khí tượng thủy văn, nắng nóng năm nay đến sớm và có xu hướng gay gắt hơn hẳn so với những năm trước. Dự kiến khoảng tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, Enso sẽ trở lại trạng thái El Nino nên nắng nóng có khả năng gia tăng từ khoảng tháng 5 đến tháng 8 năm 2023, tập trung nhiều tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đến đây, bản tin dự báo thời tiết trên kênh 24 giờ của chúng tôi được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.